ai mới là thủ phạm vụ khủng bố kinh hoàng ở Nga? Thiếu niên 15 tuổi cứu hơn 100 người trong vụ tấn công ở Moscow. Đại sứ Nga nói Mỹ chấm dứt hợp tác chống khủng bố với Moscow. Ukraine tuyên bố đánh trúng hai tàu đổ bộ lớn của Nga tại Crimea. Lưới năng lượng trúng mưa hỏa lực Nga, Ukraine thiệt hại ít nhất 11,5 tỷ đô la Mỹ. Phát hiện tên lửa bay vào không phận, Ba Lan yêu cầu Nga giải thích. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tấn công xảy ra tại nhà hát Krokus City gần thủ đô Moscow của Nga, thông qua kênh Telegram ngày 23 tháng 3, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Tuy nhiên, tuyên bố ban đầu không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chính IS đã thực hiện vụ việc. Không lâu sau đó cũng qua Telegram, nhóm này công bố hình ảnh có 4 nghi phạm và một đoạn clip dài khoảng 1 phút rưỡi, cho thấy cận cảnh một trong những kẻ đã tấn công các nạn nhân. Những tên khác cũng xuất hiện trong đoạn clip với khuôn mặt mờ và giọng nói không nghe rõ, trên tay cầm vũ khí. Bộ Nội vụ Nga cho biết cả 4 nghi phạm hiện đã bị bắt đều là người nước ngoài. Các kênh Telegram của Nga bao gồm cả những kênh có liên kết với các cơ quan an ninh, tiết lộ nhóm nghi phạm đến từ Tajikistan, quốc gia giáp Afghanistan và là nơi IS đang hoạt động. Câu hỏi đặt ra là vì sao IS lại nhắm vào Nga mà không phải quốc gia nào khác ở châu Âu? Có ý kiến cho rằng IS muốn trả đũa Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Syria năm 2015, nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chống lại phe nổi dậy và IS. Sự can thiệp của Nga đã làm thay đổi cục diện chiến trường ở Syria. Trong tuyên bố ngày 23 tháng 3, IS gọi vụ tấn công ở Nga là một phần của cuộc chiến với các quốc gia chống lại Hồi giáo. Điều này phù hợp với tiết lộ từ một quan chức Mỹ rằng có thông tin tình báo xác nhận IS chịu trách nhiệm chính. Quan chức giấu tên này cũng khẳng định Washington đã cảnh báo Moscow trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công. Nhà Trắng cùng Phó Tổng thống Kamala Harris kế đó khẳng định IS là thủ phạm duy nhất, là đối thủ chung phải bị đánh bại ở bất kỳ đâu. Cơ sở lập luận của Mỹ có lẽ dựa trên một sự việc cách đây 2 tuần. Khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã cảnh báo về âm mưu tấn công tại Moscow của những kẻ cực đoan. Thông báo này lại được đưa ra vài giờ sau khi Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái ở Moscow bởi một nhánh của IS tại Afghanistan, hay còn được gọi là ISIS-K. Nếu IS thực sự là thủ phạm, nó sẽ phù hợp với những gì Mỹ đưa ra ở trên, cũng như các phản ứng của họ sau vụ khủng bố. Nhiều quốc gia phương Tây đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự cảm thông với những người dân Nga bị ảnh hưởng. Thông điệp IS là đối thủ chung mà Mỹ đưa ra cũng đáng chú ý, với những người lạc quan tin rằng điều này sẽ mở ra một cơ hội hợp tác với Nga, vì lợi ích chung là xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố. Trong lúc đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và FSB vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với IS. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo tất cả thủ phạm, những người tổ chức và ra lệnh thực hiện sẽ bị trừng trị. Người đứng đầu đài Russia Today của Nga, bà Margarita Simonian, cũng đã đăng 2 đoạn video thẩm vấn 2 nghi phạm. Cả hai đều thừa nhận đã nhận tiền để thực hiện vụ tấn công nhưng không cho biết ai đã tổ chức. Một số quan chức khác trong chính quyền Nga thì đưa ra những phát ngôn nhắm vào Ukraine, cho rằng nếu Kiev đứng sau vụ việc, họ sẽ phải gánh hậu quả trên chiến trường. Tâm lý này là dễ hiểu ở hai quốc gia đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến, nhưng nó tạo ra sự lo lắng ở thế giới phương Tây rằng Nga sẽ tranh thủ vụ tấn công để kích động tinh thần chống Ukraine tại Nga, tạo cớ leo thang xung đột và huy động thêm binh sĩ. Sự lo ngại đó đã dẫn đến việc Mỹ và đồng minh có sự vội vàng trong việc khẳng định IS là thủ phạm, đồng thời nhấn mạnh Ukraine không liên quan. Với Nga, nước này có lẽ không có gì để phải vội vàng trong việc công bố ai là thủ phạm, bởi bất kỳ thông tin nào chỉ ra sự liên quan của Ukraine vào lúc này đều sẽ bị phương Tây xem là cái cớ được Nga dựng lên để tăng cường chiến dịch quân sự tại Ukraine. Đồng thời, giới chức Nga cũng muốn người dân cảm nhận vụ việc đã được điều tra một cách toàn diện và kỹ lưỡng, qua đó dập tắt những thông tin cho rằng chính Moscow đã đạo diễn vụ việc. Trong thời gian chờ đợi câu trả lời từ phía Moscow, quan điểm của Nga được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova truyền tải ngày 24 tháng 3 là bất kỳ tuyên bố nào từ chính quyền Mỹ nhằm biện minh cho Kiev trước khi kết thúc cuộc điều tra sẽ được coi là bằng chứng.
Hôm 22 tháng 3, một vụ tấn công nhằm vào khu phức hợp Krakow City ở gần thủ đô Moscow của Nga đã gây ra hậu quả nặng nề. Thống đốc tỉnh Moscow ông Andrei Vebovo cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều người thương vong. Tuy nhiên, con số thương vong thậm chí có thể đã tăng cao hơn nếu không có hành động dũng cảm của cậu thiếu niên Islam Khalilov, 15 tuổi, người được truyền thông Nga mô tả là anh hùng đã cứu mạng hàng trăm người. Islam là một cậu nhân viên hậu cần, đã làm việc khoảng một năm tại khu vực phức hợp Krakow City. Ngày 23 tháng 3, Islam đã đến địa điểm này làm việc. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra điều bất thường sau đó. Islam kể lại, ban đầu chúng tôi nghe thấy những âm thanh lạ ở tầng 1. Chúng tôi nghĩ đó có thể là tiếng ồn ào của những người mới đến. Tuy nhiên, sau đó nam sinh này bắt đầu nhìn thấy mọi người hoảng loạn bỏ chạy, thấy một người đàn ông bị tấn công. Lúc này, Islam mới biết chắc chắn phải tìm cách thoát thân và giúp đỡ những người khác. Islam chia sẻ, tôi biết nếu tôi không hành động, tôi và những người khác sẽ gặp nguy hiểm, thật sự rất đáng sợ. Thiếu niên này nói thêm rằng ban đầu đám đông rất hoảng loạn, không biết làm gì chạy đi đâu. Sau đó cậu đã ra hiệu cho những người đang hoảng sợ ở khu vực nhà hát đi theo cậu. Islam đã hướng dẫn đám đông đến nơi an toàn nhờ thông thạo các vị trí bên trong khu phức hợp. Islam nói, khi tôi ở giữa đám đông bước tới cửa đầy mở, tôi nghĩ các tay súng có thể bước ra đầu cầu thang hoặc từ thang cuốn. Cậu kể lại, may mắn không có chuyện gì xảy ra, tôi đã mở cửa kịp thời hướng dẫn mọi người di chuyển đến phòng triển lãm. Islam là người đi sau cùng để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Islam cho biết, mẹ cậu đã khóc khi nghe về những gì cậu và mọi người trải qua. Vụ tấn công hôm 22 tháng 3 là vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở Nga kể từ năm 2004. Moscow nghi ngờ Ukraine có liên quan, song Kiev đã bác bỏ. Hôm 23 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tất cả những kẻ liên quan đến vụ tấn công sẽ bị trừng phạt. Ông cũng tỏ lòng biết ơn tới tất cả nhân viên cứu nạn, lực lượng hành pháp và những công dân bình thường đã giúp đỡ các nạn nhân vụ tấn công. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov mới đây cho rằng Mỹ đã chấm dứt hợp tác chống khủng bố với Moscow. Theo đài RT của Nga, tuyên bố của ông Antonov được đưa ra ngay sau khi các tay súng thực hiện một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại của Nga nhằm vào phòng hòa nhạc của Krakow City ở ngoại ô thủ đô Moscow vào tối ngày 22 tháng 3. Đề cập đến vụ tấn công ngày 11 tháng 9, đài RIA Novosti dẫn lời ông Antonov nói, tôi luôn nhắc nhở người Mỹ rằng Tổng thống Vladimir Putin là người đầu tiên chia tay ra giúp đỡ người Mỹ và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ vào năm 2001. Ông lưu ý một số vấn đề trong sự hợp tác này đã thành công, nhưng giờ đây tất cả đã bị hủy hoại mà không phải do lỗi của chúng ta. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng công việc chung trong lĩnh vực hợp tác chống khủng bố là một trong những khía cạnh quan trọng của quan hệ đối tác giữa hai nước trong diễn biến liên quan. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Antonov khẳng định, các vụ tấn công và xung đột sẽ không buộc Nga thay đổi đường hướng và chính sách đối ngoại. Ông nhấn mạnh, tôi muốn nói rằng không có sự thay đổi nào trong chính sách đối ngoại và đường lối của Tổng thống Vladimir Putin, đặc biệt là sau cuộc bầu cử. Những cuộc tấn công như vậy sẽ không buộc chúng ta thay đổi đường lối, hướng đi và chúng ta sẽ tiếp tục công việc của mình. Cách đây hơn 2 tuần, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã cảnh báo công dân của nước này không nên tham dự các sự kiện đông người do có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công ở thủ đô của Nga. Cụ thể trong cảnh báo, Đại sứ quán Mỹ cho biết họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Đại sứ quán Mỹ kêu gọi người dân cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thông tin. Đại sứ quán của một số quốc gia khác cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Phát biểu với các phóng viên vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Moscow, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby chỉ ra rằng cảnh báo hồi đầu tháng này không liên quan đến cuộc tấn công cụ thể này. Vị quan chức này nói thêm, tôi không nhận được trước bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Hôm 23 tháng 3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ tấn công. Trong đó, 4 nghi phạm đã bị bắt giữ ở vùng Bryansk, cách biên giới Ukraine không xa. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới đã kịch liệt lên án vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân. Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng lên án vụ tấn công. Hội đồng Bảo an khẳng định, chủ nghĩa khủng bố là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Các thủ phạm, những kẻ tổ chức tài trợ cho hành động này phải chịu trách nhiệm và phải bị đưa ra trước công lý. Reuters dẫn tuyên bố của Điện EDC cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân, người thân của họ và toàn thể người dân Nga. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi,
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, các nguyên thủ và chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã lên án vụ tấn công, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Nga, đồng thời tuyên bố sẵn sàng cử lực lượng hỗ trợ Moscow. Mỹ và nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU cũng lên án vụ tấn công, đồng thời cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin liên quan tới vụ việc. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công này. Thời gian qua, tình hình chiến sự Nga-Ukraine đang vô cùng nóng bỏng với những diễn biến mới. Lực lượng Nga đã tấn công và giành quyền kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng qua. Kết quả của Nga trong năm 2024 gồm 10 ngôi làng Vesele, Grozmane, Taibanska, Pobeda, Sivina, Stepove, Tonenke, Bekdichi, Nevensky, Min, 3 thị trấn Latoskino, Olivka, Ivanivske và một thành phố Avdiivka. Trong đó, bằng hai đòn đột kích kinh điển, lực lượng Nga đã buộc Ukraine phải tháo chạy khỏi Avdiivka, dẫn tới sự sụp đổ dây chuyền của các ngôi làng ở phía tây thành phố này. Hiện tại, hậu quả của việc rút lui khỏi Avdiivka của Ukraine vẫn chưa dừng lại. Theo cập nhật mới đây, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công khu định cư Semyonovka. Các nhóm xung kích của họ đang xông vào làng từ ba hướng. Ukraine xác nhận sự thành công của đối phương. Kênh Military Summary đưa tin, theo hướng Avdiivka, nhờ hành động thành công của các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung tâm của Nga, hầu hết các cánh đồng giữa Bekdichi và Olivka đã bị kiểm soát. Như vậy là trục Tonenke, Olivka, Seyonovka, Bekdichi đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Quân đội Nga đã xuyên thủng tuyến phòng ngự lâm thời lực lượng dự bị của Ukraine, không thể chống chọi nổi trước sự tấn công dữ dội của đối phương. Dự kiến sẽ có giao tranh dọc theo tuyến Kalovka, Novoska, Peranja, Ocheretino. Đây là tuyến phòng thủ chính của Ukraine mới xây dựng sau khi Avdiivka thất thủ. Trong khi đó, kênh RIBA cho biết, ngày 23 tháng 3, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở Avdiivka dọc theo tuyến Bekdichi-Tonenke. Bất chấp các cuộc phản công của Kiev, lực lượng Moscow vẫn tiến lên ở một số khu vực nhất định. Kênh Military Summary đưa tin, trên hướng Donetsk, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng miền Nam của Nga đã tấn công dữ dội và giành quyền kiểm soát làng Ivanivske ở Tây Bakhmut. Tình hình chiến thuật dọc chiến tuyến được cải thiện đáng kể, như vậy đường vào Chasovya đã thông. Kênh RIBA xác nhận trên hướng Bakhmut, quân đội Nga đã đánh bật được đối phương ra khỏi Ivanivske và đang tiến về phía Chasovya. Với việc Nga đánh sập cánh cửa thép chấn giữ phía đông, cứ điểm chiến lược trên cao Chasovya đang đứng trước nguy cơ bị bao vây. Tương tự, lực lượng Moscow cũng đang có những bước tiến tuy chậm nhưng chắc chắn ở Krychivka. Trong khi đó, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 23 tháng 3 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày 23 tháng 3, 64 cuộc đụng độ đã được ghi nhận ở mặt trận, hầu hết là Nga tấn công theo hướng Novopavlovsk-Marinka. Tại đây, lực lượng Moscow đã 27 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Kiev. Báo cáo có đoạn trong ngày, 64 cuộc đụng độ quân sự đã được ghi nhận. Tổng cộng đối phương đã phóng 6 tên lửa, thực hiện 70 cuộc không kích và 72 cuộc tấn công từ hệ thống pháo tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk-Marinka, Orekhov-Zaporizhzhia và Kherson. Báo cáo viết trong ngày 23 tháng 3, không quân Ukraine đã tập kích 8 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang thiết bị của Nga. Đồng thời, lực lượng tên lửa đánh trúng khu tập trung quân, 4 chốt kiểm soát, pháo phòng không, 1 pháo và 1 trạm radar của đối phương. Gần đây, Ukraine được cho là đã phát hiện ra một điểm yếu của Nga, đó là nhắm vào ngành dầu khí của nước này trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa. Theo Reuters đưa tin, các cuộc tấn công đã làm giảm 7% công suất xử lý dầu của Nga, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp mà Nga phụ thuộc rất nhiều để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, theo giờ Financial Times, việc đẩy lùi các cuộc tấn công đến từ một góc độ không ngờ tới, đó là Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Kiev. Giới chức Mỹ được cho là đang lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể đẩy giá dầu lên cao và gây ra sự trả đũa. Họ muốn Ukraine nới lỏng. Theo báo cáo, các cuộc tấn công táo bạo nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho lưu trữ và các địa điểm khác đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành dầu mỏ của Nga. Giá dầu đã tăng mạnh, kéo theo nỗi đau kinh tế lan rộng. Mức tăng thêm sẽ làm giảm cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Joe Biden. Báo cáo cho biết, một mối lo ngại khác là Nga có thể trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà phương Tây dựa vào, chẳng hạn như đường ống CPC
vận chuyển dầu từ Kazakhstan đến thị trường toàn cầu. Đây không phải là lần đầu tiên Kiev xung đột với Mỹ về chiến lược. Từ lâu, Mỹ đã cảnh giác với việc Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì lo ngại điều này có thể kích động Nga trả đũa. Washington đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ tài trợ vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng Kiev đã chuẩn bị sản xuất vũ khí của riêng mình, bao gồm cả máy bay không người lái tấn công tầm xa, những loại vũ khí không bị hạn chế đó. Thời gian qua, Kiev đang sử dụng các cuộc tấn công để làm tổn thương Nga sâu trong biên giới của mình, ngay cả khi các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga. Bên cạnh đó, nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do Đảng Cộng hòa tại Quốc hội chặn dự luật viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Nga cũng đang chiến đấu quyết liệt bằng việc tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Một số nhà phân tích đã tỏ ra bối rối trước logic của Nhà Trắng, đặt câu hỏi liệu các cuộc tấn công có thực sự khiến giá cả ở Mỹ tăng cao hay không. Trước khi nổ ra xung đột với Nga, Ukraine không sản xuất vũ khí. Tuy nhiên giờ đây, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đang bùng nổ. Theo tờ Washington Post, các nhà máy sản xuất đạn pháo, súng cối, xe quân sự, tên lửa và các vật dụng quan trọng khác ở Ukraine đang hoạt động gần như tối đa công suất để đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến. Hồi tháng 1 năm nay, trong cuộc họp chính phủ Ukraine, Thủ tướng Denis Shmyhal tuyên bố sản lượng công nghiệp quốc phòng của nước này năm 2023 tăng 3 lần so với trước chiến sự và dự kiến tăng gấp 6 lần năm nay. Sản xuất quốc phòng trong nước không đủ để giúp Ukraine bù đắp sự thiếu hụt từ hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là vũ khí của Mỹ. Nhưng với gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ bị treo tại Quốc hội Mỹ, ngành sản xuất quốc phòng trong nước của Ukraine trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Mikhailo Fedorov, đối với một số khí tài quan trọng như phương tiện không người lái, Ukraine đã sản xuất và đáp ứng tới 90% những gì quân đội nước này cần. Trong số những mặt hàng này, có máy bay không người lái tầm xa đã tấn công các cơ sở lọc dầu sâu bên trong lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây, cũng như phương tiện không người lái trên biển đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội biển đen của Nga và giúp mở lại các tuyến đường biển để xuất khẩu ngũ cốc của Kiev. Ukraine cũng tự sản xuất súng đạn cối và đạn pháo 122mm, 152mm theo tiêu chuẩn Liên Xô. Các công ty quốc phòng Ukraine cũng đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu lớn nhất của quân đội bằng cách chế tạo đạn pháo 155mm theo tiêu chuẩn NATO, vốn cần thiết cho các hệ thống pháo binh do các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cung cấp. Những quả đạn pháo này hiện đang bị thiếu hụt trầm trọng, nhưng một quan chức tại Euroboronprom, công ty quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước Ukraine cho biết việc sản xuất sẽ không bắt đầu cho đến nửa cuối năm nay. Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng sản xuất trong nước là chìa khóa để Ukraine có thể duy trì khả năng phòng thủ của mình. Khi đề cập đến triển vọng, Ukraine có thể phát triển toàn diện ngành công nghiệp vũ khí của mình, Tổng thống Zelensky nói với hãng tin AP rằng đây là lối thoát. Maxim Poliviani là phó tổng giám đốc của Ukraine Amo, nhà sản xuất vũ khí tư nhân lớn nhất nước này thừa nhận. Thật không may, tôi có thể nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây, bạn bè của chúng tôi, kể cả từ Mỹ, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau khi Liên Xô tan rã, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine gần như sụp đổ, quản lý yếu kém và tình trạng tham nhũng, cùng thực tế khách hàng chủ chốt của họ là Nga, khiến Ukraine giờ phải nhập khẩu mọi thứ, từ đạn cho tới tiêm kích. Trải qua 2 năm chiến sự với Nga, quân đội Ukraine nhận ra nguồn dự trữ đã cạn kiệt và họ đang cần mọi thứ, từ đạn súng bộ binh cho tới vũ khí phức tạp như tên lửa tầm xa, tiêm kích và oanh tạc cơ. Đây được coi là động lực để nước này thúc đẩy ngành sản xuất vũ khí nội địa. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamysin cho biết, Ukraine đã triển khai tên lửa tự chế tạo với tầm bắn khoảng 640 km. Nước này cũng đang phát triển các tổ hợp phòng không và tên lửa với độ chính xác cao, tương tự loại dùng cho tổ hợp HIMARS của Mỹ. Tuy nhiên, Ukraine còn lâu mới tự sản xuất được các hệ thống công nghệ cao để đẩy lùi lực lượng Nga. Maxim Poliviani là phó tổng giám đốc Ukraine Amo, hãng vũ khí tư nhân lớn nhất nước này nhận định phải mất nhiều thập kỷ để xây dựng và làm chủ cơ sở sản xuất những tổ hợp như vậy. Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã bị thất thế ở phía đông khi họ phải vật lộn với số lượng đạn pháo và thậm chí cả nhân lực ngày càng giảm. Tình hình có thể sớm trở nên tồi tệ hơn với việc tình báo Mỹ dự đoán Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không vào cuối tháng này. Trong lúc Nhà Trắng tìm cách để dự luật viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine được thông qua, một số tia hy vọng lóe lên cho Kiev. Liên minh châu Âu EU tuần trước duyệt gói viện trợ quân sự 5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Mỹ thông báo sẽ chuyển lô vũ khí 300 triệu đô la Mỹ và một phần trong 800.000 quả đạn mà Seth săn tìm có thể được giao vào những tuần tới.
Tuy nhiên, tất cả những khoản viện trợ và lô hàng nói trên không thể đáp ứng được nhu cầu của Ukraine. Thêm vào đó, loạt hạn chế từ thiếu nguồn tài chính đến nguồn cung thuốc nổ đang ngăn cản nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí nội địa của nước này. Ukraine dành phần lớn hỗ trợ tài chính của phương Tây trang trải chi phí quân sự, do đó hạn chế khả năng phân bổ vốn đầu tư cho ngành công nghiệp quốc phòng. Các quan chức Ukraine nói, nước này dự kiến chi 5 tỷ đô la Mỹ cho sản xuất vũ khí trong nước, song số tiền đó không đủ. Ngay cả khi có tiền, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vẫn chịu ảnh hưởng của tình trạng thiếu thuốc nổ trên toàn thế giới, tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng, nhu cầu quốc tế tăng mạnh vì các cuộc xung đột Nga-Ukraine, Israel-Hamas làm cạn nguồn cung thuốc nổ và thuốc phóng rocket. Tình trạng này khiến các cơ sở quốc phòng Ukraine nhiều lần phải dừng sản xuất. Theo các nhà thầu quốc phòng Ukraine, phương án mua sắm của chính phủ nước này cũng cản trở hoạt động sản xuất khi các bộ ký hợp đồng riêng rẽ mà không có hệ thống phối hợp với nhau. Ông Artem Vionik là lãnh đạo của một công ty Ukraine sản xuất UAV chỉ thị mục tiêu cho pháo binh cho biết, câu hỏi ngớ ngẩn nhất chúng tôi nhận được từ giới chức là các vị có thể chế tạo được bao nhiêu chiếc trong tháng này. Họ phải hiểu hoạt động sản xuất không diễn ra như thế. Trước chiến sự, công ty của Vionik chế tạo 100 UAV mỗi năm, còn giờ họ nhận đơn đặt hàng tới 150 chiếc mỗi tháng. Tuy nhiên, hợp đồng với số lượng lớn đòi hỏi công ty này lập kế hoạch mua vật liệu trong nhiều tháng. Ông Vionik trả lời các quan chức Ukraine rằng công ty của ông không thể lập tức tăng sản lượng, nhưng có thể mở rộng quy mô sản xuất vào năm 2025 nếu chuẩn bị từ trước. Ông Vionik nói, chúng tôi có thể làm điều đó, nhưng ngay lúc này, các vị hãy cho chúng tôi biết các vị có cần thêm sản phẩm hay không. Các quan chức cho biết họ đang hợp lý hóa quy trình mua sắm vũ khí trong nỗ lực do Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine chủ trì. Ukraine đang hợp tác với một số công ty quốc phòng của Đức, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Một công ty Đức tháng trước đồng ý liên doanh với Ukraine để tạo đạn và liều phóng cho pháo 155mm. Thế nhưng khi Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí trong nước, Nga đẩy mạnh tập kích nhằm vào các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của họ. Ukraine tuyên bố chặn phần lớn tên lửa và UAV Nga, sau một số đã đánh trúng mục tiêu. Phó Tổng Giám đốc Poliviani cho biết, Ukraine âm mưu và một số công ty quốc phòng khác đã chuyển một phần dây chuyền ra nước ngoài. Các công ty Ukraine cũng chia nhỏ công đoạn sản xuất và đặt phân xưởng ở nhiều nơi, một số nằm dưới lòng đất. Tất cả điều này khiến sản lượng vũ khí nội địa sụt giảm. Trong khi đó, ông Vionik nói công ty của ông chuyển một phần hoạt động sản xuất ở Kiev sang thành phố Lviv ở miền Tây. Khi Lviv đối mặt với nguy cơ tập kích, ông Vionik lại phải chia nhỏ tiếp cơ sở ở thành phố. Ông thừa nhận, điều này làm giảm hiệu quả của chúng tôi, nhưng chúng tôi phải làm điều này, nếu không, rắc rối lớn sẽ ập xuống. Liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krokus City ở thị trấn Kranugor, ngoại ô Moscow, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov đã thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc đã bắt giữ 11 cá nhân liên quan đến vụ việc. Một trong số các nghi phạm khai được thuê để thực hiện vụ tấn công ở nhà hát Krokus tối ngày 22 tháng 3 khiến nhiều người thương vong. Ngày 23 tháng 3, Tổng biên tập hãng tin RT của Nga Margarita Simonyan đã đăng tải lời khai của một trong các nghi phạm của vụ tấn công. Cụ thể, đoạn video cho thấy một người đàn ông có râu bị khống chế, nằm trên mặt đất và khai bằng tiếng Nga, không thạo về việc đã được trả tiền như thế nào để thực hiện vụ tấn công. Người đàn ông nói, tôi tấn công người ở Krokus City để nhận thù lao. Ban đầu, người đàn ông khai rằng ông ta được hứa sẽ trả thù lao 500.000 rúp, tương đương 5.400 đô la Mỹ, nhưng hiện mới chỉ nhận được một nửa số tiền thông qua việc chuyển khoản. Tuy nhiên, người này sau đó sửa lời khai rằng hắn đã được thuê với thù lao 1 triệu rúp. Nghi phạm này cho biết, cách đây một tháng, ông ta đã liên lạc qua Telegram với một người không rõ danh tính và sau đó được cung cấp vũ khí. Ông ta quyết định nhận hợp đồng thực hiện vụ tấn công sau khi trao đổi với trợ lý của người giấu danh tính kia. Trong video, người đàn ông cũng xác nhận việc đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga từ hôm 4 tháng 3. Nghi phạm nói, các giấy tờ ở Thổ Nhĩ Kỳ của tôi hết hạn và tôi đã vượt biên đến đây. Theo FSB, nhóm tội phạm đã lên kế hoạch trước cho vụ tấn công và nhà hát Krokus. Sau vụ việc, bọn chúng có ý định vượt biên giữa Nga và Ukraine vì chúng có liên hệ với phía Ukraine. Những kẻ tấn công đang được chuyển đến Moscow. Việc tìm kiếm đồng phạm đang được tiến hành. Theo kênh Short Telegram, những kẻ tấn công bị cáo buộc đã chỉ định một khu vực gần để chúng có thể ẩn náu khỏi lực lượng an ninh và gặp gỡ đồng bọn. Các nghi phạm không đến được biên giới với Ukraine và bị chặn lại trên đường đi ở vùng Bryansk. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, những kẻ tấn công đã trốn thoát khỏi hiện trường vụ án và biến mất trong đám đông. Vào đêm ngày 23 tháng 3, lực lượng an ninh Nga đã tìm thấy một chiếc xe Renault Symbol màu trắng ở khu vực làng Kherson gần Bryansk. Tài xế không dừng xe theo yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật,
Trong quá trình rượt đuổi, chiếc xe đã bị lật. Phía lực lượng an ninh cho biết trên xe có 4 người, gồm Makhmad Rasul Navidinov, 37 tuổi, Rivozizin Imonov, 51 tuổi, Safonjoda Sokhinjon, 21 tuổi và Rustam Nazarov, 29 tuổi. Hai người trong số họ bị bắt giữ, còn hai người khác trốn thoát và biến mất trong rừng. Bộ Nội vụ Tajikistan sau đó đã phủ nhận thông tin này. Bộ này cho biết rằng hai cá nhân trong bản tin là Imonov Rivozizin và Navidinov Makharazun đang ở lại nước Cộng hòa. Bộ Nội vụ Tajikistan đưa tin rằng vào ngày 26 tháng 11 năm 2023, họ từ Liên bang Nga đến Cộng hòa Tajikistan và ở lại nơi cư trú. Khi khám xét chiếc xe Rinan Simbol, lực lượng an ninh đã tìm thấy một khẩu súng lục PM, băng đạn cho súng trường tấn công AKM và một số hộ chiếu. Trước đó, tối ngày 22 tháng 3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát ở Crocus City và bắt đầu tấn công những người có mặt trong khán phòng ngay trước khi chương trình âm nhạc diễn ra. Theo Ủy ban Điều tra Nga, tính đến chiều ngày 23 tháng 3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên 115 người, trong khi hơn 100 người bị thương, trong đó nhiều người nguy kịch. Thống đốc Moscow Andrei Vorobyov cho biết số người thiệt mạng có thể tăng nhanh. Ông Vorobyov nói, tình hình rất khó khăn. Về số người thiệt mạng, tôi phải nói rằng số nạn nhân sẽ còn tăng nhiều. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 3, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hội trường nhà hát nơi vụ tấn công xảy ra. Sau vụ tấn công, Moscow đã hủy toàn bộ sự kiện tập trung đông người vào cuối tuần này, đặt 4 sân bay ở Moscow trong tình trạng báo động cao. Chính phủ Nga yêu cầu tất cả đại sứ quán Nga trên thế giới treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Giới chức trách cho biết, lực lượng cứu hộ có thể mất vài ngày để tìm kiếm, dọn dẹp đống đổ nát sau vụ tấn công. Trong khi đó, các nhà điều tra đã vào cuộc để tìm ra hung thủ và động cơ tấn công. Mặc dù tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng Moscow tiếp tục nghi ngờ Ukraine có liên quan. Phía Kiev đã bác bỏ cáo buộc này. Ngày 23 tháng 3, đại sứ Belarus tại Nga Dmitry Krutoy cho biết, nước này sẵn sàng giúp đỡ Nga dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến vụ tấn công ở nhà hát Crocus City Hall. Đại sứ quán Belarus tại Nga dẫn lời ông Krutoy nói, vấn đề quan trọng là cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các chuyên gia Nga. Chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ thông qua các cơ quan y tế của Belarus, bắt đầu từ Bộ trưởng Bộ Y tế và những người đứng đầu của các bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ dưới mọi hình thức. Đài Sputnik Belarus dẫn lời đại sứ Krutoy cho biết thêm, các cơ quan đặc biệt của Belarus đang tích cực hợp tác với Nga để điều tra vụ tấn công ở nhà hát Crocus City Hall thuộc vùng Moscow vào tối ngày 22 tháng 3. Theo hãng thông tấn quốc gia Belarus Benta, lãnh đạo Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus đã liên lạc trực tiếp với phía Moscow để hợp tác điều tra vụ việc. Liên quan đến vụ tấn công, đại sứ quán Belarus tại Nga cũng quyết định hủy bỏ tất cả sự kiện sắp tới, bao gồm những sự kiện dành riêng kỷ niệm ngày thống nhất các dân tộc Belarus và Nga. Cũng theo Benta, rất nhiều người Belarus đã đến đại sứ quán Nga ở thủ đô Minsk của Belarus để tưởng niệm các nạn nhân. Mới đây, biên tập viên quốc phòng và an ninh của The Guardian, Dan Sapbach nhận định, cuộc tấn công ở Moscow là lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng các hành động tấn công quy mô lớn vẫn là nguy cơ lớn. Sự nghiêm trọng của vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng phải duy trì cảnh giác trước mối đe dọa từ nhà nước Hồi giáo IS dường như đang gia tăng. Đó là một lời cảnh báo đến nay được chứng minh mang tính tiên tri một cách nghiệt ngã. Chỉ hơn 2 tuần trước, khi cuộc bầu cử Tổng thống Nga đang đi đến giai đoạn cuối, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết họ đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhằm vào các sự kiện tập trung đông người ở Moscow, bao gồm cả buổi hòa nhạc trong 48 giờ tới. Cảnh báo công khai bất thường này đã được anh nhắc lại. Nhà chức trách nước này cũng khuyến công dân không nên đến Nga với tư cách là một đồng minh thân cận trong liên minh tình báo Five Eyes gồm Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ. Anh được tiếp cận tất cả các thông tin tình báo nguồn mà Mỹ đã căn cứ để đưa ra cảnh báo. Thực tế chứng minh đã không có cuộc tấn công nào xảy ra trong khung thời gian đó. Tuy nhiên, giờ đây rõ ràng đó chỉ là một khoảng lặng tạm thời. Vụ tấn công tối ngày 22 tháng 3 do một nhóm tay súng thực hiện nhằm vào đám đông tham dự một buổi hòa nhạc nhạc pop ở ngoại ô Moscow đã khiến nhiều người thương vong. IS đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ này. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ liệu có thêm thông tin chi tiết nào làm cơ sở cho cảnh báo được chuyển từ Mỹ sang Nga hay không. Nhưng đó là một lời nhắc nhở rằng các cuộc tấn công quy mô lớn vẫn chưa biến mất. Giờ đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuyển hướng cáo buộc Ukraine có liên quan, khẳng định 4 nghi phạm hiện bị bắt đã cố gắng lẩn trốn và di chuyển về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ đã chuẩn bị sẵn lối để họ vượt sang phía Ukraine. Nhà bình luận Dan Sapbach cho rằng, trong khi Ukraine đang tìm cách tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp cách xa hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga,
Các nhà lãnh đạo của nước này hiểu rõ rằng họ sẽ nhanh chóng mất đi sự hỗ trợ của quốc tế nếu thực hiện một vụ thảm sát dân thường. Ngay cả khi thủ phạm bị Moscow bắt giữ được chứng minh là các tay súng vẫn đang tiến về phía Nam, thì rõ ràng chiến lược đơn thuần của chúng là vượt qua tiền tuyến của chiến sự để tẩu thoát. Moscow có thể có vẻ cách xa về phía Tây, nhưng cũng xa Kerman, Iran, nơi xảy ra vụ tấn công hồi tháng 1 do IS nhận trách nhiệm, khiến hàng chục người thiệt mạng. IS cũng đứng đằng sau một vụ đánh bom cảm tử khác tại sân bay Kabul, Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Vụ tấn công tại một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc cũng mang theo những tiếng vang ồn lạnh, nhắc nhở về vụ tấn công của IS tại Bataclan ở Paris vào tháng 11 năm 2015 và vụ đánh bom cảm tử tại Manchester Arena vào năm 2017. Năm ngoái, thông tin rò rỉ từ tình báo Mỹ cho thấy nhóm phiến quân IS có trụ sở tại Afghanistan đang tiến hành âm mưu đầy tham vọng ở Mỹ, châu Âu và châu Á, với các mục tiêu như World Cup vừa qua ở Qatar. Các nhà điều tra chống khủng bố biết rằng đã đến lúc phải đặc biệt cảnh giác. Vụ xả súng nhà hát Krokus đã đặt ra câu hỏi về năng lực của an ninh Nga hiện nay, sau nhiều năm nước này không xảy ra những sự kiện tương tự. Hôm 7 tháng 3, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã chặn đứng âm mưu tấn công của một nhóm thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhóm này hoạt động ở vùng Kaluga và bị phát hiện khi chuẩn bị tấn công vào giáo đường Do Thái ở Moscow. Các thành viên của nhóm đã bị hạ cục khi chống trả đặc nhiệm Nga. Thông tin này khi đó không gây được chú ý nhiều bởi Moscow từ lâu không hứng chịu bất cứ vụ tấn công lớn nào và người dân gần như đặt niềm tin tuyệt đối vào FSB cùng các lực lượng an ninh, tình báo Nga. Trong những năm 2000 và 2010, Moscow từng hứng chịu loạt vụ đánh bom cảm tử nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm và sân bay của thành phố, hầu hết do phiến quân gốc Chechnya và những nhóm ly khai Hồi giáo khác từ Bắc Caucasus thực hiện. Trong những năm gần đây, các vụ tấn công tương tự dường như đã biến mất, một phần nhờ loạt chiến dịch chống nổi loạn do an ninh Nga triển khai trong nhiều năm. Ngoài ra, xung đột tại Syria thu hút nhiều phần tử cực đoan tại Nga từ đây. Bởi vậy, vụ tấn công ngày 22 tháng 3 tại nhà hát Krokus City Hall tại Krasnogorsk, thành phố giáp phía tây thủ đô Moscow, được đánh giá là cú sốc khủng khiếp đối với xã hội Nga, đồng thời làm dấy lên hoài nghi về năng lực của cơ quan an ninh. Sự kiện ngày 22 tháng 3 là lời nhắc nhở rằng IS vẫn là mối đe dọa tiềm tàng với Nga. Trong khi đó, các cơ quan an ninh của Nga đang bận rộn với xung đột ở Ukraine có thể bỏ qua mối đe dọa này, bất chấp quân đội Nga vẫn hiện diện và tham chiến tại Syria. Nhà hát Krokus City Hall nằm ở khu vực không có mức an ninh cực cao như trung tâm thủ đô Moscow, nơi có điện Kremlin và các văn phòng chính phủ. Tuy nhiên, đây là một trong những địa điểm lớn và nổi bật trong khu vực thủ đô. Nhiều bên đã đặt câu hỏi về lý do FSB không thể phát hiện sớm được âm mưu tấn công, dù đã có nhiều dấu hiệu cảnh báo và không có động thái nào triển khai lực lượng đảm bảo an ninh cho buổi hòa nhạc diễn ra tại đây. Ngày 24 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông Pavel Rosky, đã yêu cầu Nga đưa ra lời giải thích sau khi quân đội nước này thông báo một tên lửa hành trình Nga đã bay vào không phận nước này 39 giây. Ông Rosky nói, Ba Lan sẽ yêu cầu Liên bang Nga giải thích vụ xâm phạm không phận. Bên cạnh đó, phát ngôn viên kêu gọi Moscow dừng tập kích lãnh thổ Ukraine và tập trung giải quyết rắc rối trong nước. Theo Bộ Tư lệnh tác chiến của quân đội Ba Lan, vào lúc 4 giờ 23 phút ngày 24 tháng 3, hệ thống radar quân sự đã phát hiện một tên lửa hành trình phóng ra từ máy bay tầm xa của Nga đã xâm phạm 2 km vào vùng trời nước này trước khi nhắm đến mục tiêu ở Lviv, Ukraine. Tên lửa đã bay qua khu vực Osedow, tỉnh Lublin, Voivodeship trong vòng 39 giây với tốc độ khoảng 800 km/h. Các máy bay của quân đội Ba Lan và đồng minh được kích hoạt sẵn sàng đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan. Bộ Tư lệnh tuyên bố, quân đội Ba Lan liên tục theo dõi tình hình trên lãnh thổ Ukraine và duy trì tình trạng cảnh giác thường xuyên vì an toàn cho vùng trời Ba Lan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Ladislaw Kosiniak-Kami cho biết sẽ bắn hạ tên lửa nếu có khả năng nhắm vào các mục tiêu tại Ba Lan. Các quan chức quân đội Ba Lan cũng khẳng định tên lửa rõ ràng không có dấu hiệu đi sâu hơn vào lãnh thổ, do đó sẽ không điều tra chi tiết, nhưng đã báo cáo với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cáo buộc tên lửa Nga xâm nhập vùng trời Ba Lan xảy ra trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev và Lviv, thành phố lớn nhất phía Tây, gần biên giới Ba Lan. Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường bắn phá vào thành phố cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea, nơi đặt căn cứ hải quân trọng yếu của Nga. Đây không phải lần đầu tiên Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan. Trước đó, tháng 12 năm 2023, một tên lửa Nga đã bay từ Ukraine vào không phận nước này rồi quay trở lại phía bên kia biên giới và cũng yêu cầu Moscow giải thích. Đại biện Nga tại Ba Lan Andrei Odas khi đó nói Ba Lan không đưa ra bằng chứng không phận nước này bị xâm phạm. Tháng 11 năm 2022, một tên lửa rơi xuống làng Zegodov ở đông nam Ba Lan, giáp biên giới Ukraine, khiến hai dân thường thiệt mạng. Ukraine cáo buộc đây là tên lửa của Nga tập kích Ba Lan,
nhưng giới chức Ba Lan hồi tháng 9 kết luận đây là quả đạn phòng không của Ukraine bay lạc. Những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các vụ tấn công vào Crimea nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga trong và xung quanh Biển Đen. Ngày 24 tháng 2, Ukraine tuyên bố đã đánh trúng hai tàu đổ bộ lớn thuộc lớp Rubucha mang tên Azov và Yaman, một trung tâm liên lạc và nhiều cơ sở hạ tầng thuộc hạm đội Biển Đen Nga tại bán đảo Crimea vào cuối ngày 23 tháng 3, rạng sáng ngày 24 tháng 3. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mức độ hư hại của hai con tàu này. Trang The Kiev Independent dẫn thông tin trên trang web hạm đội Biển Đen của Nga cho biết tàu Yaman có thủy thủ đoàn 98 người, trong khi tàu Azov có 87 người thuộc lữ đoàn tàu đổ bộ 197 và đang được sử dụng cho các cuộc tập trận, huấn luyện của hạm đội. Theo Reuters, thông báo không nói rõ Ukraine đã sử dụng vũ khí gì và chưa rõ mức độ thiệt hại của các tàu. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết, tính đến tháng 2 năm nay, hạm đội Biển Đen của Nga chỉ còn lại 5 tàu đổ bộ lớp Rubucha trong biên chế, so với con số 13 chiếc trước khi xung đột nổ ra. Trước đó, thị trưởng thành phố Sevastopol ở Crimea, ông Mikhail Ravuhayev cho biết, đêm ngày 23 tháng 3, Ukraine đã bắn hàng loạt tên lửa vào thành phố này. Đây là nơi đặt căn cứ hải quân và trụ sở của hạm đội Biển Đen Nga. Ông Ravuhayev cho biết, lực lượng phòng thủ mặt đất Nga bắn hạ hơn 10 tên lửa, song không nêu rõ liệu Ukraine đã bắn tổng cộng bao nhiêu tên lửa. Sevastopol là căn cứ của hạm đội Biển Đen của Nga và từng hứng chịu nhiều cuộc tấn công lớn. Tháng 9 năm ngoái, Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và tàu tự hành không người lái, phá hủy hai tàu của Nga tại cảng, gồm một tàu đổ bộ và một tàu ngầm. Trong một báo cáo gần đây, tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga đang di rời hạm đội Biển Đen từ Crimea sang cảng Novorossiysk ở xa hơn để đảm bảo an toàn giữa các cuộc tấn công của Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu gần đây có chuyến thăm Sevastopol và nói rằng các tàu trong hạm đội nên được trang bị súng máy hạng nặng để phá hủy các tàu tự hành không người lái của Ukraine. Hồi đầu tháng này, Thống đốc vùng Gagauzia của Moldova đã trở thành lãnh đạo khu vực thứ hai của quốc gia Đông Âu này, đề nghị được Nga bảo vệ. Trước tình hình đó, Moldova đang nỗ lực lấy lòng người dân vùng Gagauzia với hy vọng chống lại sức ảnh hưởng của Moscow. Theo đó, Moldova đang dạy miễn phí ngôn ngữ chính thức Rumani cho người dân Gagauzia. Giáo viên tiếng Rumani Kosorina Stoyanovo tự nhận mình là một trong những người tiên phong tại Moldova trong việc chống lại ảnh hưởng của Nga tại vùng tự trị Gagauzia. Tiếng Rumani là ngôn ngữ chính thức tại Moldova. Khoảng 135.000 người Turk theo chính thống giáo sinh sống ở Gagauzia. Mặc dù ngôn ngữ của họ gần giống tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, đa số người dân ở đây sử dụng tiếng Nga trong giao tiếp hàng ngày. Gagauzia là lãnh thổ tự trị nằm ở cực nam Moldova với diện tích hơn 1.800 km2 và dân số hơn 130.000 người. Các thủ lĩnh cộng đồng Gagau thuộc dân tộc Turk đã đơn phương thành lập nước Cộng hòa vào năm 1990 khi Liên Xô bắt đầu rạn nứt, rồi tuyên bố độc lập khi Liên Xô tan rã một năm sau. Tuy có sự khác biệt với vùng ly khai Transnistria ở phía đông, Gagauzia đã đạt được thỏa thuận về quyền tự trị với Chisinau vào năm 1994. Sau đó năm 1995, Gagauzia tái sáp nhập vào Moldova trong hòa bình. Chính quyền Moldova đã bày tỏ lo ngại khi Yevgenia Kutun, thống đốc Gagauzia, tháng này tới Nga đề nghị Tổng thống Vladimir Putin hỗ trợ sau khi bị chính quyền Moldova cáo buộc gây bất ổn. Chính quyền Moldova đã bày tỏ lo ngại khi thống đốc Gagauzia, bà Yevgenia Kutun trong tháng này, đã đến Nga và đề nghị Tổng thống Vladimir Putin hỗ trợ sau khi bị chính quyền Moldova cáo buộc gây bất ổn. Bà Kutun đã khẳng định rằng vùng tự trị không có ý định ly khai, nhưng lại nêu rõ rằng Tổng thống Putin đã hứa sẽ ủng hộ Gagauzia và bảo vệ quyền lợi của người dân tại đây. Thêm vào đó, thống đốc Kutun cũng đã đề xuất cho Nga mở đường bay thẳng đến vùng tự trị. Trước tình hình này, giới chức Moldova tin rằng giúp người dân Gagauzia học tiếng Rumani là chìa khóa chống lại các thông điệp tuyên truyền bằng tiếng Nga. Khi kết thúc buổi dạy 20 người ở thị trấn Vulcanesti, cô giáo Stoyanova nói họ muốn học tiếng Rumani. Khoảng 13.000 người đã đăng ký tham gia vào 500 khóa học miễn phí trong năm nay, tăng gấp đôi so với 6.500 người năm trước. Số lượng người nộp đơn ở Gagauzia đứng đầu, sau đó là thủ đô Chisinau. Học sinh trong lớp của Stoyanova Ivan Gadari cho hay, khóa học cần thiết trong bối cảnh Moldova muốn gia nhập Liên minh châu Âu, EU. Cuối năm ngoái, Bruxelles đã đồng ý đàm phán với quốc gia 2,6 triệu dân có đường biên giới với Ukraine, đất nước đang xung đột với Nga, công chức 46 tuổi nói. Chúng tôi cần học tập để hoàn thiện kiến thức, đủ khả năng tiếp tục làm việc. Chuyên gia người Moldova tại Trung tâm Chiến lược tầng 2 có trụ sở tại Washington, Mỹ, Wider Alessandro Sanchez cho biết,
Tổng thống Moldova Maia Sandu đang cố gắng cải thiện quan hệ với Georgia nhằm giành lại lòng dân ở vùng đất này. Bên cạnh việc tổ chức các lớp học ngôn ngữ, chính phủ cũng đang tăng cường đầu tư vào khu vực, bao gồm việc xây dựng một con đường mới nối liền thủ đô Chisinau với miền nam Moldova, trong đó có Georgia. Tuy nhiên, chuyên gia Sanchez cho rằng sẽ mất nhiều năm thậm chí hàng thập kỷ để thay đổi niềm tin của người dân và thuyết phục họ gia nhập EU sẽ không phá hủy bản sắc dân tộc. Moldova đã nhiều lần cáo buộc Nga gây ra sự bất ổn. Theo báo cáo tình báo mới đây của Moldova, đang diễn ra một chiến dịch chống phá chính quyền Moldova và EU trước thềm bầu cử tổng thống và cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Khoảng 98% người dân Georgia đã bỏ phiếu ủng hộ gia nhập Liên minh Hải quân Nga, Belarus, Kazakhstan và từ chối gia nhập EU trong hai cuộc trưng cầu dân ý địa phương năm 2014. 10 năm trôi qua, giới chức Moldova hy vọng tâm lý người dân sẽ chuyển biến. Năm ngoái, bà Sandu tuyên bố, chúng tôi đang tiếp cận giới trẻ, họ đang nghe quá nhiều thông tin tuyên truyền từ Nga. Ngày 24 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, nước này đã cho xuất kích một tiêm kích MiG-31 sau khi phát hiện 20 bay ném bom B-1B của Mỹ tiếp cận gần không phận Nga ở vùng biển Barents. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, vào ngày 24 tháng 3 năm 2024, lực lượng kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không trên biển Barents đang tiếp cận biên giới Liên bang Nga. Một máy bay chiến đấu MiG-31 của lực lượng cảnh báo phản ứng nhanh, phòng không đã xuất kích để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn máy bay này vi phạm biên giới quốc gia của Nga. Cơ quan trên tiếp tục nói, phi hành đoàn của máy bay chiến đấu đã xác định các mục tiêu trên không là cặp máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay ném bom Mỹ quay đầu khỏi biên giới Liên bang Nga. Phía Nga nói thêm rằng, máy bay Nga đã quay trở lại căn cứ không quân quê hương một cách an toàn, ngăn chặn việc vi phạm biên giới nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, máy bay chiến đấu của Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, tuân thủ các biện pháp an toàn. Cùng ngày, công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz cho biết một cuộc tấn công tên lửa của Nga đã đánh trúng kho lưu trữ khí đốt dưới lòng đất của Ukraine. Tuy nhiên, Naftogaz cho hay vụ tấn công sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho người tiêu dùng Ukraine. Hai sự kiện trên xảy ra sau khi quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công hai tàu đổ bộ lớn và nút giao liên lạc quan trọng của Nga trong các hoạt động nhằm vào bán đảo Crimea sáng ngày 24 tháng 3. B-1B Lancet là máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ được phát triển bởi Rockwell International, nay là Boeing Defense and Space Group, bắt đầu phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ từ năm 1986. Sử dụng 4 động cơ phản lực General Electric F101GE-102 giúp B-1B có thể đạt vận tốc 1.340 km/h, độ cao trên 15.000m. Với tốc độ tối đa đạt Mach 1,25, máy bay có thể hoạt động với trần bay 18 km, tổng hoạt động 12.000 km khi không mang vũ khí và 9.400 km khi mang 34 tấn vũ khí. Máy bay có 3 khoang vũ khí bên trong và 6 điểm cứng bên ngoài dưới thân. Nó có thể mang 57 tấn vũ khí, bao gồm 34 tấn bom ở các khoang chứa trong thân và 23 tấn vũ khí dưới các giá treo bên ngoài. Hồi tháng 10 năm ngoái, Nga cũng điều tiêm kích Su-27 để chặn 20 bay ném bom B-1B của Mỹ tiếp cận không phận Nga trên biển Baltic. Moscow cáo buộc ngoài Mỹ, máy bay quân sự của các nước như Đức, Pháp cũng một số lần tìm cách tiếp cận không phận Nga. Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ cũng như một số nước phương Tây trở nên căng thẳng hơn sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cách đây hơn 2 năm. Thời gian gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các đối tác NATO và EU, cũng như lời cảnh báo của Nga về nguy cơ xung đột sau khi ông cho rằng có thể cần phải gửi bộ binh tới Ukraine. Liên quan việc này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã lên tiếng bác mẹ ý đồ gửi quân đến Ukraine của Tổng thống Pháp. Trả lời phỏng vấn cho bộ phim tài liệu Belgrade dành riêng cho lễ kỷ niệm 25 năm sự kiện NATO ném bom năm 4, 24 tháng 3 năm 1999 và 24 tháng 3 năm 2024. Ông Lavrov cho rằng cả nhà lãnh đạo châu Âu hiện tại không coi lợi ích quốc gia là ưu tiên hàng đầu, mà ràng buộc lợi ích này với nhu cầu thống nhất của phương Tây. Vị ngoại trưởng cho rằng thông qua tuyên bố có thể triển khai quân tới Ukraine. Tổng thống Macron đang cố gắng làm hài lòng các nhà lãnh đạo Mỹ, cũng như khiêu khích các đồng minh NATO, đồng thời khẳng định hành động của nhà lãnh đạo Pháp
không liên quan đến kế hoạch tạo ra quyền tự chủ chiến lược của châu Âu. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, châu Âu đã hoàn toàn rơi vào bẫy thống trị của Mỹ, không có độc lập. Tất cả các cuộc nói chuyện của Tổng thống Macron trong những năm gần đây, và ông ấy định kỳ hồi sinh các cuộc đối thoại trên các phương tiện truyền thông về việc tạo ra một loại quyền tự chủ chiến lược, tất cả những điều này hóa ra lại là một thất bại. Ngoại trưởng Lavrov cũng gọi Liên minh châu Âu-EU là một tổ chức gây tranh cãi, nơi các kế hoạch, khát vọng và mưu đồ chính trị hẹp hòi cá nhân được ưu tiên hơn lợi ích quốc gia của người dân và các nước thành viên. Trước đó, Tổng thống Macron nổi tiếng với những sáng kiến ngoại giao thất thường, nhưng đôi khi phản tác dụng, đã vội vàng triệu tập 20 bộ trưởng cấp cao từ các nước phản đối Nga, vì lo ngại phương Tây đang vặn vẹo trước những bước tiến của Nga, mà không chuẩn bị những biện pháp đối phó thực tế. Cuộc gặp cũng mang đến cho ông Macron cơ hội đưa ra lời kêu gọi quen thuộc của ông đối với châu Âu, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc vào một nước Mỹ đang ngày càng theo chủ nghĩa biển lập. Quân đội Ukraine gần đây tiết lộ các cuộc tấn công của lực lượng Nga ở Kiev đã được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc mua dữ liệu vệ tinh của Mỹ. Quân đội Ukraine khẳng định Nga đã sử dụng hình ảnh từ các công ty vệ tinh của Mỹ để hướng dẫn các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình. Đó là một khoản đầu tư hiệu quả đáng kinh ngạc. Giá của những bức ảnh này có thể chỉ vài nghìn đô la Mỹ. Đây có vẻ là một khoản tiền khổng lồ, nhưng so với một tên lửa trị giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ, thì thực tế nó không đáng kể. Không những thế, việc mua bán như vậy có thể được thực hiện một cách chiến lược thông qua các tập đoàn bên thứ ba, những công ty che giấu hiệu quả nguồn gốc của Nga và né tránh các biện pháp trừng phạt. Bên cạnh đó, thị trường hình ảnh vệ tinh là một kho tàng hình ảnh toàn diện, có độ phân giải cao, tất cả đều có dấu thời gian và tọa độ. Những hình ảnh này là một công cụ vô giá để theo dõi chuyển động và hoạt động của các mục tiêu tiềm năng. Theo Atlantic đã trích dẫn các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, một mô hình đáng chú ý đã xuất hiện, một vệ tinh chụp ảnh một vị trí được đánh dấu để tấn công. Trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, tên lửa của Nga sẽ tấn công mục tiêu được chỉ định. Sau đó, đơn đặt hàng tiếp theo cho một hình ảnh vệ tinh khác của cùng một vị trí sẽ được gửi đi, có khả năng đánh giá hậu quả của hoạt động. Nguồn tin tiết lộ, số lượng trùng hợp quá cao để có thể coi là trùng hợp ngẫu nhiên. Một vài ví dụ có thể kể đến là vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, khu vực xung quanh Mykolaiv xung chuyển với các cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bay quân sự. Đáng chú ý, các công ty Mỹ đã được yêu cầu chụp ảnh sân bay này 9 lần trước khi xảy ra sự cố. Điều đặc biệt là một tuần sau vụ tấn công, người ta đã thu được một bức ảnh khác về địa điểm này. Kiểu sự kiện này không phải chỉ xảy ra với Mykolaiv. Chẳng hạn như ở Lviv, một nhà máy sản xuất vũ khí bị dội bom vào ngày 26 tháng 3 năm 2022. Sau đó vào tháng 1 năm nay, Kiev cũng gây chú ý khi gặp phải sự cố tương tự. Trước cuộc tấn công tên lửa lớn này, những hình ảnh của thành phố đã được đặt hàng. Giới chức Ukraine cho biết hàng trăm trường hợp như vậy đã được báo cáo. Các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Ukraine nghi ngờ rằng Nga có thể thu được hình ảnh vệ tinh thông qua các công ty bên thứ ba, những công ty hợp tác với những gã khổng lồ trong ngành như Masa và Planet Lab. Bất chấp khẳng định rằng khả năng công nghệ của Ukraine còn hạn chế, quân đội Ukraine vẫn giám sát các vệ tinh của Nga. Một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh xác nhận với một ấn phẩm của Mỹ rằng họ đã xác định được hơn 350 sự cố trong năm xung đột đầu tiên. Có mối tương quan giữa những bức ảnh được mua và các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các mục tiêu cố thủ của Ukraine. Một nhà báo người Mỹ đã có niềm tin mãnh liệt và yêu cầu một số bức ảnh gần đây về Zaporizhia, một thành phố nguy hiểm gần tiền tuyến, từ một nhà phân phối liên kết với Planet Lab. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột và nhấn phím để chia sẻ thông tin nhận dạng và thẻ của anh ấy, thế là anh ấy đã xem được hình ảnh có độ phân giải cao của thành phố chỉ trong giây lát. Giờ đây, hình ảnh vệ tinh, đặc biệt là những hình ảnh có độ phân giải cao, ngày càng quan trọng. Một hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về khu vực bị nghi ngờ bị tấn công bằng tên lửa trong bối cảnh quân sự có thể mang lại nhiều thông tin. Thứ nhất, nó có thể tiết lộ là cách bố trí địa lý của khu vực. Điều này bao gồm các đặc điểm tự nhiên như núi, sông, rừng và các công trình nhân tạo như tòa nhà, đường và cầu. Nắm bắt địa hình là rất quan trọng để đánh giá tác động của một cuộc tấn công tên lửa và lên chiến lược cho các biện pháp đối phó tiềm năng. Thứ hai, hình ảnh vệ tinh có thể tiết lộ sự tồn tại của các cơ sở hoặc thiết bị quân sự. Điều này có thể liên quan đến bệ phóng tên lửa, căn cứ quân sự, hệ thống radar hoặc cơ sở hạ tầng khác. Sự hiện diện của những cơ sở như vậy có thể xác nhận những nghi ngờ về một cuộc tấn công tên lửa. Kích thước, hình dạng và sự sắp xếp của các cơ sở này cũng có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về khả năng và ý định của đối thủ. Thứ ba là hình ảnh vệ tinh có thể hiển thị các dấu hiệu hoạt động gần đây, có thể gợi ý một vụ phóng tên lửa. Điều này có thể bao gồm các dấu hiệu nhiệt,
bật khói hoặc đất bị xào trộn. Những dấu hiệu như vậy không chỉ khẳng định một vụ phóng tên lửa, mà còn cung cấp những gợi ý về quỹ đạo và mục tiêu tiềm năng của tên lửa. Và cuối cùng, sau một cuộc tấn công bị nghi ngờ là tên lửa, hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao có thể chứng minh mức độ thiệt hại. Điều này có thể bao gồm các miệng núi lửa, các tòa nhà bị phá hủy và các dấu hiệu hủy diệt khác. Thông tin này rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của cuộc tấn công và lập chiến lược phục hồi và đáp trả. BulgarianMilitary.com đã chia sẻ một số chi tiết hấp dẫn nêu bật mối liên hệ giữa các vệ tinh và cuộc xung đột Ukraine. Điều thú vị là gần 70% quyền kiểm soát hình ảnh vệ tinh thương mại quốc tế do các công ty Mỹ nắm giữ. Trong 5 năm trở lại đây, Nga được cho là đã chi hơn 200 triệu đô la Mỹ cho dữ liệu vệ tinh thương mại để hỗ trợ những nỗ lực của mình. Kể từ khi xung đột bùng nổ, thành phố Kiev đã hứng chịu hơn 200 cuộc không kích. Ngân sách quân sự của Nga đã tăng 5,4% vào năm 2020, với số tiền đáng kể được phân bổ cho mục đích giám sát và tình báo. Điều thú vị là hơn 80% các cuộc không kích ở Kiev đều được nhắm chính xác vào các địa điểm quân sự và chiến lược. Trong 3 năm qua, các công ty vệ tinh của Mỹ đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng 15% từ các khách hàng quốc tế. Vào năm 2021, Nga đã đảm bảo vị trí là nước mua hình ảnh vệ tinh thương mại lớn thứ 3 toàn cầu. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã phát hiện ít nhất 7.500 linh kiện nước ngoài trong các tên lửa, máy bay không người lái UAV mà Nga dùng tập kích lớn chưa từng có hôm ngày 22 tháng 3. Ông Zelensky nói, mỗi tên lửa Iskander, Kinzhan và các loại tên lửa khác, UAV Shahed của Nga chứa hàng chục linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài. Theo ông Zelensky, các tên lửa Nga sử dụng trong cuộc tập kích hôm 22 tháng 3 chứa ít nhất 3.000 loại linh kiện. Nếu tính cả các UAV, số linh kiện nước ngoài được sử dụng lên đến ít nhất 7.500. Chính vì thế, ông nhấn mạnh, các đối tác Ukraine cần phối hợp hành động để ngăn chặn điều này. Trong tuần qua, quân đội Nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công bằng vũ khí không kích tầm xa, trong đó có tên lửa siêu vật âm Kinzhan, các hệ thống tên lửa khác và máy bay không người lái để đáp trả những vụ pháo kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, mỗi cuộc tấn công của Nga cho thấy lệnh trừng phạt của thế giới là chưa đủ. Mỗi tên lửa Nga dùng để tập kích đất nước chúng tôi gồm linh kiện từ rất nhiều quốc gia. Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng lại phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu. Theo RUSD, Nga đang tìm kiếm các kênh mới để tiếp cận nguồn cung vi mạch của phương Tây trong bối cảnh các lệnh hạn chế xuất khẩu, trong đó có việc thông qua các nhà phân phối ở châu Á. Ngày 23 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Svetlana Harinchuk cho biết, kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, các cuộc tấn công của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây thiệt hại ít nhất 11,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo quan chức Harinchuk, con số tổn thất trên chưa tính đến vụ Nga tấn công nhà máy thủy điện lớn nhất của Ukraine, Dnipro, vào ngày 22 tháng 3. Thứ trưởng cho biết, cuộc tấn công gần đây nhất của Nga có thể gây ra tổn thất lớn lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện thời, Ukraine chưa thể ước tính chính xác vì nước này vẫn đang thu dọn hiện trường. Sau khi bị tấn công hôm 22 tháng 3, theo Energoatom, nhà điều hành năng lượng nguyên tử của Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu đã rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị mất điện hoàn toàn có thể dẫn tới tình huống khẩn cấp, bao gồm nguy cơ tai nạn hạt nhân và phóng xạ. Bộ trưởng Năng lượng Herman Haluchenko cho biết, mục tiêu của Nga không chỉ là gây thiệt hại mà còn giống như năm ngoái, gây ra sự gián đoạn quy mô lớn trong hệ thống năng lượng của đất nước. Theo giám đốc điều hành Uhidro Enerho Iho Sirota, sau vụ tấn công vào nhà máy thủy điện Dnipro, Ukraine đã mất khoảng 20% khả năng điều tiết của lưới điện, khiến 1,5 triệu người Ukraine không có điện trong thời gian ngắn. Trong suốt mùa đông năm 2022-2023, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, gây mất điện luân phiên trên toàn quốc. Mùa đông năm đó, Nga đã tấn công gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine. Vào mùa đông năm 2023-2024, Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công nhưng quy mô không lớn bằng năm trước. Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, các cuộc tấn công gần đây của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine nhằm làm suy yếu tiềm năng công nghiệp quốc phòng của Kiev. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow có thể đang cố gắng khai thác sự thiếu hụt hệ thống tên lửa phòng không đối phương trong một nỗ lực mới nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine. Sau hơn 2 năm chiến sự, phòng không Ukraine đang ở trong tình thế ngày càng khó khăn, khi nguồn cung cấp đạn dược từ Mỹ vẫn bị chặn do tranh cãi chính trị tại Quốc hội. Trong tuyên bố, Nga nói rằng, cuộc tấn công sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine
khu phức hợp công nghiệp, quân sự, các nút giao thông đường sắt, kho vũ khí và các khu vực triển khai nơi quân đội Ukraine và lính nước ngoài có mặt. Thông báo viết, kết quả của cuộc tấn công là các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược của Ukraine đã dừng hoạt động. Nga tuyên bố các cuộc tấn công đã phá hủy các thiết bị quân sự do NATO cung cấp cho Kiev, đồng thời làm gián đoạn việc chuyển quân của Ukraine ra tiền tuyến. Liệu châu Âu có thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại trong viện trợ quân sự cho Ukraine? Đó là một câu hỏi mà Liên minh châu Âu-EU đang cố gắng trả lời. Mới đây, kênh CNN của Mỹ nhận định giới chức châu Âu đã trăn trở về viễn cảnh này trong một thời gian dài. Gần đây, Hạ viện Mỹ đã từ chối bật đèn xanh cho gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump góp mặt trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 sắp tới. Hồi đầu tháng này, sau cuộc gặp với ông Trump tại Mỹ, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chia sẻ với truyền thông rằng chính trị gia đại diện Đảng Cộng Hòa sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tại hội nghị của Hội đồng châu Âu vừa qua, khối đã đồng ý nghiên cứu thêm những cách thức mới để gây quỹ cho Ukraine. Một trong số đó có đề xuất gây tranh cãi là sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã chia sẻ rằng có cởi mở ít nhất là từ phía chúng tôi đối với các cách tài trợ mới. Nhà lãnh đạo này đồng thời nhấn mạnh châu Âu không thể chờ Mỹ quyết định. Thế nhưng các nhà lãnh đạo EU đã không thống nhất bất cứ khoản tiền mới nào dành cho vũ khí. Đó có thể là một vấn đề. Hiện tại, nhu cầu vũ khí của Ukraine ngày càng cấp thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nói với các đồng minh phương Tây rằng thách thức lớn nhất mà nước này phải đối mặt hiện nay là thâm hụt vũ khí. Trên thực tế, theo Viện Kiel của Đức, bất chấp bất đồng công khai giữa 27 quốc gia thành viên về những vấn đề như chuyển xe tăng và liệu có nên trích tiền trực tiếp từ ngân sách EU hay không, toàn khối đã gửi nhiều tiền đến Kiev hơn cả Mỹ. Thế nhưng, chỉ có 5,6 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 85 tỷ đô la Mỹ của EU được phân bổ cụ thể cho viện trợ quân sự, còn lại 2,2 tỷ đô la Mỹ viện trợ nhân đạo và 77,1 tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính. Đây chính là lúc câu hỏi trở nên phức tạp hơn, liệu châu Âu có thực sự thay thế được Mỹ hay không? Với một số quan chức châu Âu, đây là vấn đề kinh tế thuần túy. Dữ liệu gần đây của Ngân hàng Thế giới WB cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga ở mức 2,24 nghìn tỷ đô la Mỹ so với 16,75 nghìn tỷ đô la Mỹ của EU. Trên lý thuyết, điều này có nghĩa là châu Âu có thể tồn tại lâu hơn Nga nếu cuộc chiến trở thành vấn đề tiêu hao kinh tế. Như vậy, châu Âu có đủ tiền để bù đắp cho khoảng trống của Mỹ. Tuy nhiên, khó khăn nằm ở mặt chính trị. EU bao gồm 27 quốc gia có chủ quyền, tất cả đều có chính sách đối ngoại độc lập. Một số là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Một số nằm ngoài khối quân sự này và chính thức trung lập. Một số thành viên EU cảm thấy thoải mái với việc mua vũ khí của Mỹ và gửi chúng tới Ukraine. Số khác thì không. Một số nước có vị trí địa lý gần Nga và lo ngại xung đột sẽ tràn sang biên giới của họ. Số khác lại cách xa Moscow về mặt địa lý và đã có quan hệ kinh tế tốt đẹp với Nga trong nhiều thập niên. Khi chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba, tư duy của người châu Âu cũng chuyển biến. Nhiều nhà ngoại giao và quan chức trước đó cho rằng vai trò của Brussels là hỗ trợ tài chính cho Kiev để duy trì chức năng cơ bản của chính phủ Ukraine và tiếp nhận người tị nạn, còn Mỹ đảm nhận phần vũ khí. Gần đây, EU đang coi trọng việc phòng thủ hơn. EU đã tiết lộ kế hoạch xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu có thể sánh ngang với công nghiệp quốc phòng của Mỹ trong tương lai, nhưng đây là kế hoạch dài hạn. Hiện Ukraine cần vũ khí khẩn cấp. Hồi cuối tháng 2 năm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết EU cho đến nay mới chỉ giao 30% trong số 1 triệu quả đạn pháo đã cam kết. EU thừa nhận vào cuối tháng 1 rằng họ sẽ phải trì hoãn mục tiêu vài tháng. Một sáng kiến do Séc đề xuất được 17 quốc gia thành viên EU ủng hộ là mua đạn dược bên ngoài châu Âu để nhanh chóng chuyển các thiết bị quân sự cần thiết đến Ukraine. Tất nhiên, Ukraine hoan nghênh sáng kiến này nhưng cũng thừa nhận nó sẽ không thể lấp được lỗ hổng của Mỹ. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraine cho biết sáng kiến của Séc rất tuyệt vời nhưng vẫn chưa đủ. Nếu ngoài sáng kiến của Séc, hai sáng kiến nữa được thực hiện trong năm nay, thì quân đội Nga sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn trên tiền tuyến. Theo nhận định của giới quan sát,
Phát biểu này là ám chỉ đến gói viện trợ quân sự đang bế tắc tại Quốc hội Mỹ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng vui mừng với tin tức vào tháng trước rằng 18 thành viên của khối quân sự sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng. Đó là cải thiện đáng kể so với một thập niên trước khi chỉ có 3 quốc gia NATO đáp ứng được ngưỡng tối thiểu. Nhưng điều đó vẫn có nghĩa là hơn 1/3 thành viên vẫn không đạt được mục tiêu này. Cuộc chiến Nga-Ukraine càng kéo dài thì càng có nhiều khả năng gây mệt mỏi, áp lực lên ngân sách từ những yếu tố như dịch vụ công và lương hưu càng lớn thì càng khó biện minh cho việc cấp tiền cho một quốc gia khác để trang trải cho xung đột. Và đó chính là điều có thể khiến tư duy của châu Âu đi theo một trong hai hướng, đảm bảo Ukraine đánh bại Nga hoặc để Kiev tự lo liệu. Cái bút Lux Maggi tại CNN kết luận rằng châu Âu có thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại và ở một số khía cạnh họ đang cố gắng làm điều đó, nhưng liệu EU có đủ ý chí hay không vẫn là một ẩn số lớn. Ngày 23 tháng 3, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua gói chi tiêu trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ tài trợ hoạt động cho chính phủ đến tháng 10. Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua gói chi tiêu trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ ngày 23 tháng 3 đã kết thúc vấn đề kéo dài nhiều tháng tại Quốc hội Mỹ liên quan tới nguồn ngân sách và ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ. Nhận xét về gói chi tiêu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là khoản đầu tư cho người Mỹ, giúp củng cố nền kinh tế và an ninh quốc gia. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm, Hạ viện cần thông qua dự luật bổ sung về an ninh của lưỡng đảng càng sớm càng tốt để thúc đẩy an ninh quốc phòng. Và Quốc hội cũng phải thông qua thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng, bao gồm những cải cách cứng rắn và công bằng nhất trong nhiều thập kỷ, để đảm bảo chúng ta có các chính sách và nguồn kinh phí cần thiết cho khu vực biên giới. Đã đến lúc phải thực hiện điều này. Trước đó cùng ngày, với 74 phiếu thuận và 24 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách trị giá 1.200 tỷ đô la Mỹ nhằm duy trì nguồn tài chính, ngăn chặn nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Tuy nhiên, gói chi tiêu này không bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine. Cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh việc thông qua dự luật chi tiêu và cam kết tiếp tục làm việc với các nhà hoạch định chính sách để tiếp tục đạt được thỏa thuận giảm thuế cho các doanh nghiệp và gia đình có thu nhập thấp. Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng, Tổng thống Biden ký duyệt dự luật ngân sách nhằm tránh chính phủ phải đóng cửa do thiếu kinh phí hoạt động. Gần đây nhất, ngày 9 tháng 3, Tổng thống Biden ký duyệt dự luật trị giá 406 tỷ đô la Mỹ nhằm cung cấp ngân sách hoạt động cho các hoạt động xây dựng quân sự, phát triển nước và cho Bộ các vấn đề cựu chiến binh, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông và Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị. Ngày 24 tháng 3 tại Hàn Quốc, cuộc đối đầu kéo dài hàng tháng giữa chính phủ và các bác sĩ được cho là sẽ trở nên tồi tệ hơn khi các giáo sư trường y từ chức hàng loạt. Theo Yonhap đưa tin, Hội đồng Giáo sư Trường y Quốc gia Hàn Quốc cho biết các giáo sư của các trường y trên toàn quốc sẽ bắt đầu nộp đơn từ chức vào ngày 25 tháng 3 và giảm số giờ làm việc mỗi tuần xuống còn 52 giờ bằng cách điều chỉnh các ca phẫu thuật và các phương pháp điều trị y tế khác. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, các bệnh viện cũng sẽ giảm các dịch vụ y tế dành cho bệnh nhân ngoại trú để tập trung vào những ca bệnh nặng và cấp cứu. Các giáo sư y khoa đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc rút lại kế hoạch tăng chi tiêu tuyển sinh vào trường y và tiến tới đàm phán. Một thành viên của Hội đồng Giáo sư Trường y Quốc gia Hàn Quốc cho biết, quyết định từ chức và giảm bớt dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ngoại trú của chúng tôi là để đảm bảo phương pháp điều trị an toàn cho bệnh nhân nội trú và những người mắc bệnh nghiêm trọng. Thậm chí sau khi nộp đơn từ chức, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho bệnh nhân đến khi đơn từ chức được chấp nhận. Không chấp nhận thỏa hiệp, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ hành động theo luật pháp và nguyên tắc, đồng thời họ nhấn mạnh rằng kế hoạch tăng chi tiêu thêm 2.000 sinh viên y khoa không phải là vấn đề đàm phán. Theo luật y tế của Hàn Quốc, các bác sĩ từ chối quay trở lại làm việc có thể phải đối mặt với mức phạt đình chỉ công việc tối thiểu 3 tháng, cũng như bị truy tố từ cơ quan công tố. Theo đó, trong thông báo ngày 22 tháng 3, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ gửi văn bản về việc đình chỉ giấy phép tới khoảng 5.000 bác sĩ thực tập vào tuần tới nếu họ không quay lại làm việc. Một hiệp hội các bệnh nhân nguy kịch đã kêu gọi chính phủ đưa ra các giải pháp thiết thực và kêu gọi các bác sĩ kiềm chế. Hiệp hội này cảnh báo rằng việc các giáo sư đình công trong hoàn cảnh hiện tại tương đương với bản án tử hình đối với bệnh nhân. Để giải quyết khủng hoảng y tế trước mắt, Hàn Quốc sẽ triển khai thêm các bác sĩ phẫu thuật quân sự và bác sĩ y tế công cộng để giúp đối phó với tình trạng các bác sĩ nghỉ việc kéo dài. Trong cuộc họp với các quan chức liên quan tại khu phức hợp chính phủ ở Seoul, hôm 22 tháng 3,
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo nói, chính phủ sẽ hỗ trợ bằng cách triển khai thêm 247 nhân viên y tế công cộng, bao gồm cả các bác sĩ đã về hưu và sĩ quan quân y trong ngày 25 tháng 3, nhằm giải quyết khoảng cách về chăm sóc sức khỏe do hành động các bác sĩ đình công tập thể gây ra. Tổng cộng có 413 bác sĩ quân đội, bác sĩ y tế công cộng như vậy sẽ được triển khai tại khắp các bệnh viện ở Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng lấp đầy khoảng trống y tế bằng cách huy động khoảng 5.000 bác sĩ cao cấp không còn hoạt động và kéo dài thời gian phục vụ của các bác sĩ sắp nghỉ hưu. Ông Han Duk-soo cũng vạch ra kế hoạch để chính phủ thành lập một trung tâm tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul để hỗ trợ các phòng khám sử dụng bác sĩ đã nghỉ hưu. Bất chấp mối đe dọa về một cuộc tổng đình công từ nhóm bác sĩ lớn nhất, hôm 20 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc đã công bố rằng 82% trong số 2.000 chuyển tiêu tuyển dụng bổ sung tại các trường y tế được phân bổ cho 27 trường đại học bên ngoài khu vực thủ đô Seoul. 18% còn lại sẽ được phân bổ cho 5 trường y ở tỉnh Gyeonggi, lân cận Seoul và thành phố cảng Incheon ở phía Tây, không phân bố cho các trường học ở Seoul. Thủ tướng Han Duk-soo nói, chính phủ sẽ đảm bảo rằng các biện pháp được chuẩn bị kỹ lưỡng để hỗ trợ sự tiến bộ của giáo dục y tế mà không ảnh hưởng đến chất lượng do số lượng sinh viên ngành y tăng lên. Những ngày qua, cả Nga, Ukraine đều được cho là đang tăng cường thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ của nhau. Ngày 24 tháng 3, không quân Ukraine đã phát báo động khẩn cấp khi ghi nhận 14 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cùng hàng loạt UAV Nga tiến hành tập kích quy mô lớn. Ukrainska Pravda đưa tin 14 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cất cánh từ sân bay Ulenia của Nga. Theo đó, rạng sáng ngày 24 tháng 3, lực lượng vũ trang Ukraine đã phát cảnh báo đỏ với thông tin ban đầu về việc 4 máy bay Tu-95MS Nga cất cánh từ sân bay Ulenia thuộc vùng Murmansk và đang bay theo hướng đông nam. Lúc 1 giờ 44 phút giờ địa phương, không quân Ukraine công bố thông tin cập nhật có 14 máy bay Tu-95MS trên không. Lúc 3 giờ 23 phút, không quân Ukraine báo cáo về mối đe dọa tên lửa ở khu vực phía nam và phía đông. Cảnh báo không kích khẩn cấp của đoạn, các vụ phóng tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95MS đã được ghi nhận. Tiếp đó, Ukraine thông báo Nga tiến hành không kích quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và UAV Shahed. Toàn bộ lãnh thổ đất nước chìm trong tình trạng báo động không kích khẩn cấp. Cùng ngày 24 tháng 3, giới chức Ukraine thông báo Nga đã tập kích thủ đô Kiev và tỉnh miền Tây Lviv. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, nhiều vụ nổ xảy ra ở thủ đô, lực lượng phòng không đang chiến đấu, đừng rời khỏi nơi trú ẩn. Tỉnh trưởng Maxim Kozitsky cho biết Kursky, phía nam thủ phủ Lviv của tỉnh cùng tên và nằm gần biên giới với Ba Lan cũng bị Nga tập kích. Lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, ông Serhiy Popko cho biết, phòng không Ukraine đã hạ khoảng 10 tên lửa Nga trên bầu trời thủ đô Kiev và tỉnh cùng tên. Ông Popko nói, thông tin sơ bộ cho thấy không có thương vong hay thiệt hại lớn trong vụ tập kích. Thị trưởng Lviv Andriy Sadovy nói thành phố không bị tập kích. Khoảng 20 tên lửa và máy bay không người lái UAV cầm từ nhằm vào mục tiêu khác trong tỉnh Lviv, trong đó có nhiều hạ tầng quan trọng. Trong khi đó, sáng ngày 24 tháng 3, Ba Lan, một thành viên NATO, đã phải huy động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của mình trong bối cảnh Nga thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào khu vực phía tây Ukraine. Thông báo của Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Ba Lan trên mạng xã hội X viết, Ba Lan đã kích hoạt tất cả các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho không phận và Bộ Chỉ huy Tác chiến của Không quân Ba Lan đang liên tục theo dõi tình hình. Thông cáo cho biết thêm, máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt. Điều này có thể dẫn đến mức độ tiếng ồn tăng lên, đặc biệt là ở khu vực phía đông nam đất nước. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa thông báo về vụ tập kích nhằm vào Ukraine. Trước đó, ngày 23 tháng 3, thị trưởng Sevastopol, ông Mikhail Ravohayev, thông báo phòng không Nga hạ hơn 10 tên lửa Ukraine nhằm vào thành phố trên bán đảo Crimea. Vụ tập kích khiến 2 người bị thương, một số nhà dân hư hại. Trong khi Ukraine đang chờ đợi được chuyển giao các máy bay F-16 từ các đồng minh phương Tây, các chuyên gia cảnh báo rằng nước này có thể phải đối mặt với những thách thức khi vận hành loại máy bay, đòi hỏi quá trình bảo trì phức tạp có thể gây ra gánh nặng về mặt hậu cần. Cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ Tom Richter nói với Politico rằng F-16 là một con quái thú nhạy cảm so với các máy bay thời Liên Xô mà Ukraine quen sử dụng. Ông cho biết, nếu bạn từng bước tới và đặt tay lên một chiếc MiG-29 tại một triển lãm hàng không, rồi bước ngay tới và đặt tay lên một chiếc F-16, bạn có thể cảm nhận được ngay từ bên ngoài rằng chiếc F-16 được thiết kế cao cấp như thế nào.
Theo cựu phi công Mỹ, F-16 là tiêm kích rất nhạy cảm, cần được bảo trì kỹ lưỡng hơn hẳn so với những chiếc tiêm kích MiG có từ thời Liên Xô. Trước đó, không quân Ukraine nói với Politico rằng Kiev sẽ cần một số thay đổi về mặt vận hành F-16 Fighting Falcon. Ukraine thừa nhận sẽ cần thích nghi với tiêm kích mới theo chuẩn NATO vì đã quen với các máy bay chuẩn Liên Xô, nhưng nhấn mạnh họ có thể xử lý được điều này. Theo The Times, ngoài các phi công, Ukraine còn có khoảng 50 kỹ thuật viên đang được đào tạo để hỗ trợ và sửa chữa các tiêm kích. F-16 là một máy bay rất phức tạp đến mức thông thường phải cần 8 đến 14 người để bảo trì mỗi tiêm kích này. Tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết có nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan tới quá trình bảo trì, nhân lực vận hành và hệ thống hỗ trợ phải sẵn sàng trước khi F-16 được chuyển giao. Năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cho rằng cơ sở hạ tầng của Ukraine không hoàn toàn phù hợp để vận hành F-16 vì một số lượng lớn các sân bay nơi các máy bay chiến đấu này có thể cất cánh đã ngừng hoạt động. Chuyên gia quân sự Nga Viktor Litovkin cho rằng một vấn đề với F-16 mà Ukraine đang đối mặt chính là Kiev thiếu đi các cơ sở hạ tầng phù hợp để vận hành các tiêm kích này trong hoạt động chiến đấu. Chuyên gia Litovkin cho biết, để dùng được máy bay Mỹ sản xuất, Kiev cần cơ sở hạ tầng phức tạp, bao gồm các sân bay, trạm radar được trang bị phù hợp, thiết bị đặc biệt cho quá trình chuẩn bị trước và sau chuyến bay, cũng như các thiết bị lọc nhiên liệu hàng không và kho lưu trữ tên lửa. Ông phỏng đoán, Ukraine không có bất cứ cơ sở hạ tầng nào như vậy. Nếu họ bắt đầu xây dựng tất cả, Nga sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Lực lượng vũ trang Nga sẽ đợi cho tới khi công việc xây dựng đạt đến một mức độ nhất định và sau đó tiến hành các cuộc tấn công để phá hủy những gì đã được xây dựng. Theo một phi công của Ukraine đã lái thử chiếc máy bay, F-16 là loại máy bay chiến đấu phản lực đa năng đã tham gia hàng chục cuộc chiến và được hơn 20 quốc gia sử dụng. Đối với Ukraine, quốc gia đang sử dụng MiG-29 thời Liên Xô, F-16 là một tiêm kích hơn hẳn về nhiều mặt. Từ năm 2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng việc gửi F-16 tới Ukraine sẽ là sự leo thang không thể chấp nhận được và cảnh báo phương Tây không nên đùa với lửa. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo máy bay F-16 sẽ bị bắn cháy tương tự xe tăng phương Tây cung cấp cho Kiev. Ông cũng tuyên bố Nga sẽ tìm mọi cách để tấn công các địa điểm bên ngoài Ukraine nếu các máy bay này đồn trú ở đó. Máy bay chiến đấu này cần được cất cánh từ đường băng mà Ukraine hiện không sở hữu, dẫn tới suy đoán rằng chúng có thể bay từ các nước NATO láng giềng vào Ukraine.